tiết lộ top 4 cung hoàng đạo bất cẩn, dễ để lộ thông tin và bị kẻ xấu lợi dụng. Xã hội ngày càng phát triển, với sự đa dạng của hệ thống công nghệ thông tin như hiện nay, rất nhiều người đã bị kẻ xấu lợi dụng, lừa gạt, đánh cắp thông tin phục vụ mục đích xấu. Cảnh giác là điều bất cứ ai cũng nên làm, tuy nhiên, có những cung hoàng đạo, dù được nhắc nhở thế nào cũng vẫn bất cẩn, nhớ trước quên sau, không tránh khỏi sai sót. Đó là những cung hoàng đạo nào vậy? Hãy cùng mật ngữ 12 chòm sao khám phá ngay bây giờ nhé. Hạng nhất, cung sư tử, bất kể làm gì cũng khoe, tiết lộ top cung hoàng đạo bất cẩn, dễ để lộ thông tin và bị kẻ xấu lợi dụng, phải kể đến sư tử đầu tiên. Mật ngữ 12 chòm sao bật mí, sở thích được tán dương, ngưỡng mộ đã trở thành một nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày của sư tử. Do đó, bất cứ đi đâu hay làm việc gì, cung hoàng đạo này cũng phải ngay lập tức check in và post Facebook để khoe với mọi người. Lướt bảng tin đếm like, xem comment, khiến cuộc sống của sư tử thú vị hơn mỗi ngày. Nếu chỉ khoe những chuyện vô thưởng, vô phạt, thì điều này không hề gây hại gì. Nhưng ngay cả những thứ nhạy cảm như visa du lịch, hộ chiếu, sư tử cũng sẵn sàng chụp ảnh khoe bạn bè. Việc này khiến cho những kẻ có ý đồ xấu, có thể dễ dàng tìm được thông tin cá nhân quan trọng của bạn, từ đó nảy sinh những ý định xấu. Do đó, hạn chế đăng những thông tin nhạy cảm lên mạng xã hội là việc sư tử nên làm. Cuộc sống ngoài kia bao la, rộng lớn và thú vị là thế, sao cứ phải sống với những thứ ảo ảnh trên mạng xã hội cơ chứ? Hạng 2, cung song ngư, dễ tin đến mù quáng. Song ngư nổi tiếng là chòm sao ngây thơ, lãng mạn bậc nhất trong vòng tròn hoàng đạo. Chính vì vậy, chòm sao này rất dễ tin người và dễ bị kẻ xấu lừa đảo. Dạo quanh một vòng trên những trang mạng quen thuộc, hễ thấy điều gì lạ mắt là những chú cá nhỏ kích chuột ngay lập tức, thậm chí còn sẵn sàng để lại thông tin cá nhân để được nhận quà hay khuyến mại này nọ nữa cơ. Thế giới này đâu đơn giản như bạn nghĩ, không ai cho không ai bất cứ một thứ gì cả, tất cả những thứ đó chỉ là các chiêu trò lừa đảo để kẻ xấu biết được mật khẩu, thông tin của bạn mà thôi. Song ngư nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi để lại bất cứ thông tin cá nhân trên một trang web nào, đừng để kẻ xấu lợi dụng sự ngây thơ mà làm hại bạn. Hạng 3, cung nhân mã, hấp tấp, vội vàng đến bất cẩn. Mang trong mình bản chất của một cung lửa, nhân mã luôn nóng nảy, hấp tấp, làm gì cũng vội vội vàng vàng cho xong, mà không chịu kiểm tra cẩn thận từng bước. Đối với thông tin đời tư cá nhân, nhân mã cũng không hề có ý thức bảo vệ cẩn thận. Tính cách ham vui, thích đâu trầu đấy của nhân mã, khó lòng mà thay đổi. Vì thế, chòm sao này luôn tìm cách đơn giản hóa mọi thứ, kể cả những thứ quan trọng như mật khẩu tài khoản cá nhân trên mạng xã hội, thẻ ATM. Ngoài ra nhân mã cũng hay vứt ví, thẻ ngân hàng, điện thoại lung tung, khiến cho người lạ có thể dễ dàng nhìn thấy các thông tin quan trọng. Một khi kẻ xấu đã có ý định tấn công, bạn khó có thể ứng phó nổi khi mà các thông tin cá nhân đều bị bại lộ. Do đó, hãy cẩn thận hơn trong từng bước đi, để không mắc phải sai lầm. Hạng 4, cung song tử, thiếu cẩn thận mọi lúc mọi nơi. Một trong những điểm yếu của song tử là sự thiếu cẩn thận, thiếu tập trung. Song tử ít khi chịu chú ý xem xét mọi thứ trước khi làm việc. Do đó, khi có email, tin nhắn lạ gửi đến, song tử vẫn vô tư nhấn vào mà không hề kiểm tra lại xem chúng có virus độc hại hay không. Đây chính là cơ hội ngàn vàng để kẻ xấu có thể lợi dụng và đánh cắp thông tin cá nhân của bạn một cách dễ dàng. Thêm vào đó, với bản tính ruột để ngoài ra, có bất cứ điều gì là cung hoàng đạo này cũng bô bô kể hết với bạn bè, hàng xóm láng giềng, kể cả những vấn đề nhạy cảm nhất. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến thông tin, bí mật cá nhân của bạn bị lộ ra bên ngoài. Cung hoàng đạo bất cẩn, dễ để lộ thông tin và bị kẻ xấu lợi dụng, không thiếu vắng cái tên song tử. Do đó, lời khuyên cho cung hoàng đạo này là trước khi làm bất cứ việc gì, hãy dành một chút thời gian để suy nghĩ cho kỹ, đừng vì một phút nhất thời mà để lại hậu quả nghiêm trọng.